Như chúng ta cũng biết, mối quan hệ giữa hai nước Việt-Nga từ trước đến nay vẫn luôn là mối quan hệ anh em keo sơn gắn bó, không gì có thể chặt đứt nổi. Nhưng thời gian gần đây, trước những khó khăn phải đối mặt khi tham chiến tại Ukraine, Nga đã có xu hướng thân Trung Quốc hơn trước kia rất nhiều. Điều này khiến cho nhiều người lo lắng rằng mối quan hệ Việt-Nga chẳng chóng thì chầy cũng sẽ bị vỡ vụn trước sự phá hoại của Trung Quốc, lắm mưu nhiều kế. Không bao lâu nữa, Nga sẽ bị Trung Quốc lôi kéo và trở thành một lực lượng đáng gờm chống lại đất nước hình chữ S, người tương lai anh em chí cốt của mình ngày nào. Tuy nhiên, gần đây nhiều người đã vội vàng quay xe khi thông tin Nga giúp Việt Nam xây dựng căn cứ hải quân mật danh để chống lại Trung Quốc trên Biển Đông được lan truyền rộng rãi. Nhưng song song với đó thì cũng có không ít người tỏ ra bán tín bán nghi về thông tin này. Vậy rốt cuộc câu chuyện trên có độ xác thực như thế nào? Có bao nhiêu phần trăm là đúng? Và có thật là Nga đang đứng phía sau hậu thuẫn cho Việt Nam trên Biển Đông hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video clip ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn mỗi ngày. Vâng, không cần phải vòng vo quá nhiều. Căn cứ hải quân mật danh mà chúng ta đang nhắc đến ở đây chính là nhà máy X-52 của Việt Nam. Theo các thông tin được lan truyền trên tờ báo điện tử của Hải quân Việt Nam cho biết, nhà máy X-52 được thành lập ngày 20 tháng 6 năm 2011. Đây là đơn vị trực thuộc Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân có trụ sở đóng tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trong những năm qua, nhà máy X-52 đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm khi vừa huấn luyện nhân lực làm chủ trang thiết bị công nghệ, vừa xây dựng lực lượng và tổ chức sản xuất quốc phòng. Cơ sở này còn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ sửa chữa tàu và vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại hàng đầu. Ngoài ra, thì theo báo cáo cho thấy, nhà máy X-52 còn tham gia vào quá trình hiện đại hóa các tàu chiến đấu, lắp đặt trang bị vũ khí khí tài trên các tàu của các vùng hải quân, bảo đảm kỹ thuật cho các trang thiết bị, phương tiện hoạt động theo yêu cầu, nhiệm vụ riêng và đảm bảo kỹ thuật cho hệ thống sàn nâng, dịch chuyển tàu cũng như đưa tàu vào nhà máy sửa chữa ngay khi cần. Vậy nên có thể nói, X-52 là một trong những đơn vị quan trọng thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện giờ. Còn theo trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga cho hay, nhà máy X-52 được quy hoạch ở phía nam bán đảo Cam Ranh, có diện tích gần 40 ha với chiều dài bờ biển gần 600 m. Nơi đây được xây dựng thành cơ sở đảm bảo kỹ thuật cấp chiến lược của Quân chủng Hải quân Việt Nam, với nhiệm vụ chủ yếu là sửa chữa các loại tàu chiến đấu hải quân, đặc biệt là tàu ngầm Kilo 636, Liên Doanh, Liên Kết để sửa chữa một số loại tàu dân sự trong và ngoài nước. Nó đồng thời còn sửa chữa cả các loại tàu bổ trợ, tàu vận tải quân sự, dân sự với sản lượng từ 20 đến 35 lượt chiếc một năm, và có thể được mở rộng quy mô sau này. Theo Đại tá Phạm Hữu Huy, chính ủy X-52 cho biết thêm, nhà máy được khởi công xây dựng năm 2012, sau một năm có quyết định thành lập. Đây là nhà máy quốc phòng được xây dựng theo hướng hiện đại nhất của Việt Nam lẫn khu vực Đông Nam Á và cũng là dự án lớn nhất của ngành kỹ thuật quân đội từ trước đến giờ. Hiện nay, việc xây dựng cơ sở hạ tầng của nhà máy đã cơ bản hoàn thành, được bàn giao và đưa vào sử dụng. Nơi đây đã đưa hàng chục lượt tàu và phương tiện nổi lên sàn vào sửa chữa, tham gia sửa chữa cấp tốc tàu Kilo tại Lữ đoàn 189, đồng thời xây dựng củng cố đơn vị, duy trì kỷ luật, quản lý bộ đội và chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Như vậy có thể thấy, việc triển khai xây dựng nhà máy X-52 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam. Nó đánh dấu bước phát triển mới trong lộ trình tiến thẳng lên quá trình hiện đại hóa của ngành kỹ thuật hải quân nói riêng và quân chủng hải quân nói chung. Nó đồng thời còn đem lại nhiều lợi ích lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng nước nhà khi đất nước hình chữ S có thể tự làm chủ năng lực sửa chữa tàu ngầm Kilo, qua đó giảm thiểu được các yếu tố xấu có thể tác động đến mình so với khi phải sửa chữa tàu ngầm lưu động tại các đơn vị vốn khó bảo đảm được mọi điều kiện tối ưu nhất. Vâng, đây là điều mà ai ai cũng biết và ai ai cũng công nhận. Vậy nên sự ra đời của X-52 sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trang tin voachinese.com của Trung Quốc không cho đăng đàn một bài viết tố cáo rằng Nga giúp Việt Nam phát triển căn cứ hải quân để chặn đà tiến của Trung Quốc ở Biển Đông rộng lớn với nội dung như sau. Nga đang giúp Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng hải quân hiện đại, quy mô lớn bao gồm bến cảng, bến tàu, xưởng sửa chữa lớn, dây chuyền sản xuất, xưởng bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, hỗ trợ năng lượng và các cơ sở dịch vụ hậu cần khác. Cơ sở hạ tầng hải quân này mang tên Nhà máy sửa chữa tàu X-52 được thiết kế bởi Trung tâm Kỹ thuật Đóng và Sửa chữa tàu Nga SSTC. Đây là một doanh nghiệp công nghiệp quân sự chuyên thiết kế bến cảng, gian đóng tàu, nhà xưởng cho các nhà máy đóng tàu hải quân lớn của Nga và cung cấp các thiết bị tương ứng theo yêu cầu. Ngoài ra, nó còn tham gia phát triển và nghiên cứu một số tàu dân sự, thiết bị khoan ngoài khơi hiện đại cho khách hàng của mình.
Chính trang web chính thức của doanh nghiệp này ở Saint Petersburg đã thừa nhận rằng họ đã giúp Việt Nam xây dựng nhà máy sửa chữa tàu X-52 mới ở Vịnh Cam Ranh từ năm 2012 đến giờ. Vâng, quả thật là chúng ta không thể nào phủ nhận thông tin doanh nghiệp SSTC của Nga đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng nhà máy X-52 cho Việt Nam. Bởi vì, theo Trung tâm Phân tích Chiến lược và Kỹ thuật của Nga cho biết trên trang blog của mình rằng khi Nga bắt đầu chế tạo tàu ngầm lớp Kilo cho Việt Nam, cách đây nhiều năm, hai bên đã bắt đầu thảo luận về việc xây dựng căn cứ trên bờ và cơ sở hạ tầng cho các tàu ngầm này. Theo đó, Trung tâm Kỹ thuật đóng và sửa chữa tàu Nga SSTC ở Saint Petersburg đã ký biên bản bàn giao nghiệm thu với Việt Nam vào năm 2015 và đã hoàn thành việc thiết kế xây dựng căn cứ tàu ngầm. Hiện doanh nghiệp Nga đang tham gia xây dựng các xưởng chính của nhà máy sửa chữa tàu X-52 ở Vịnh Cam Ranh, bao gồm vỏ tàu, tuabin khí, xưởng sửa chữa máy móc, vũ khí cũng như lắp đặt các mạng lưới dây dẫn kỹ thuật khác và cơ bản đã hoàn thành. Ngoài ra, thì doanh nghiệp công nghiệp quân sự này cũng đã đào tạo nhiều chuyên gia cho Việt Nam trong suốt những năm qua. Đồng thời, các phái đoàn Việt Nam cũng đã nhiều lần đến thăm doanh nghiệp đặt tại Saint Petersburg để nâng cao trình độ và kỹ thuật quốc phòng của mình. Tuy nhiên, Trung Quốc không thể vì thế mà có những cáo buộc rằng Nga đang giúp sức cho Việt Nam chống lại mình trên Biển Đông được. Bởi vì chúng ta nên biết rằng, mặc dù Nga có quan hệ chính trị rất tốt với Việt Nam, nhưng quan hệ kinh tế và quy mô thương mại giữa Nga với nước bạn là rất nhỏ. Trong khi đó, nước này đang phải đối mặt với hàng loạt lệnh cấm vận đến từ Mỹ và phương Tây, khiến cho nền kinh tế nước nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vô cùng. Vì vậy, suốt thời gian qua, Nga đã tìm đến sự giúp đỡ của Trung Quốc và cũng đã được nước này đáp lại một cách nhiệt tình. Vậy nên rất có thể chiến lược dài hạn của Nga trong thời gian tới chính là duy trì quan hệ chặt chẽ với tất cả các nước trong khu vực, cố gắng duy trì sự cân bằng cần thiết để không tham gia vào các tranh chấp chủ quyền cũng như không nghiêng hẳn về bên nào. Dự đoán trên càng trở nên khả thi hơn khi mà chính quyền Trung Quốc cũng thừa nhận rằng ngoài việc tăng cường hợp tác với Việt Nam, Nga cũng mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc phòng với Trung Quốc và các nước khác suốt thời gian dài. Chẳng hạn như doanh nghiệp quân sự lớn hàng đầu của nước này đã giúp Trung Quốc xây dựng nhà máy sửa chữa và đóng tàu hải quân Hu Lu Dao vào những năm 1950. Và kể từ năm 2000, công ty của Nga cũng đã thiết kế và xây dựng thêm các căn cứ trên bờ cho tàu ngầm và tàu mặt nước của Hoa Lục Hùng Cường. Thậm chí là có nhiều thông tin rò rỉ còn cho biết giữa Nga và Trung Quốc vẫn còn nhiều dự án hợp tác kỹ thuật quân sự khác sắp được triển khai trong tương lai gần. Ngoài ra, thì Nga còn giúp đỡ Ấn Độ xây dựng cơ sở hạ tầng hải quân tiên tiến, cung cấp vũ khí và cố vấn quân sự cho Philippines, đồng thời ký kết các hợp đồng mua bán vũ khí với Indonesia, Malaysia nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng cho nước này. Vậy nên có thể nói, những lời tố cáo của Trung Quốc dành cho Nga quả thật chưa có căn cứ xác thực. Dường như Trung Quốc đang suy bụng ta ra bụng người và dường như nước này vẫn chưa thực sự xem Nga như là một người bạn đáng tin cậy của mình. Phải chăng đây chính là lý do vì sao mà bạn Nga vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt cho Việt Nam bất chấp sự câu dẫn của Trung Quốc? Phải chăng vì lẽ đó mà anh bạn này luôn xem Việt Nam giống như là tay với chân bất chấp mối quan hệ Nga-Trung đang dần trở nên thân thiết hơn rất nhiều? Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy comment ngay xuống phía dưới nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận chi tiết để hiểu rõ hơn mọi vấn đề. Như chúng ta cũng biết, bạn Nga hiện nay đang phải đối mặt với rất nhiều lệnh cấm vận từ Mỹ và các nước đồng minh sau khi phát động cuộc chiến tranh tại Ukraine. Vậy nên có thể nói là Nga đang rơi vào thế bị cô lập và đối mặt với rất nhiều khó khăn khác nhau. Nó không khác gì tình cảnh của Việt Nam cách đây nhiều thập kỷ trước khi đất nước hình chữ S phải nhận lấy sự trừng phạt của Hoa Kỳ. Nhưng bằng đường lối ngoại giao khéo léo, Việt Nam đã từng bước bình thường hóa quan hệ với cựu thù và mở rộng mối quan hệ đa phương với rất nhiều quốc gia khác trên toàn cầu. Chính vì thế mà mới đây, một trang tin uy tín của Nga đã cho đăng tải bài viết có tiêu đề Ngoại giao cây tre, bảo vệ quyền lợi của Việt Nam với chính sách ngoại giao độc lập để lý giải rõ hơn về cách mà Việt Nam đã đạt được thành công vang dội ấy. Đặc biệt, ở cuối bài viết này, tác giả còn gây chú ý lớn khi là khuyên nước mình nên học hỏi Việt Nam nếu muốn thoát khỏi tình cảnh đau đầu như hiện giờ. Vậy chi tiết hơn, tác giả bài viết đã nói gì về Việt Nam và khuyên nhủ nước Nga ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trong video clip ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi bước vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé! Mở đầu bài viết của mình, tác giả đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề bằng cách nhắc lại sự thất bại của quân đội Mỹ tại Việt Nam và cách mà nước này trả đũa đất nước hình chữ S. Nhưng bất chấp điều đó, Việt Nam vẫn lật ngược được tình thế khiến cho nước cựu thù phải nhìn mình bằng một cặp mắt khác. Cụ thể như sau, cách đây gần nửa thế kỷ quân đội Mỹ đã rời bỏ Việt Nam.
và nó được coi như là một trong những biểu tượng nổi bật nhất về sự thất bại của chính sách đế quốc phương Tây. Tuy nhiên, ngày nay Washington vẫn không từ bỏ hy vọng đưa Hà Nội và nhóm bạn của mình vào vòng tròn vạch sẵn. Một phần trong những khát vọng ấy được cộng hưởng bởi giới lãnh đạo Việt Nam khi họ muốn hiện thực hóa lợi ích an ninh và phát triển kinh tế trong bối cảnh có nhiều chuyển biến đang được kiến tạo trong hệ thống quan hệ quốc tế phức tạp như hiện giờ. Chẳng hạn như là vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến thăm Việt Nam và ký thỏa thuận phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện, ngang bằng với quan hệ Việt-Nga và quan hệ Việt-Trung. Nó đặt ra những câu hỏi về khả năng tăng cường hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ khi Washington đã nhiều lần bày tỏ ý định sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội khắc phục sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp vũ khí của Nga như những gì đang diễn ra suốt thời gian dài. Được biết, kể từ năm 2007, Hoa Kỳ đã có những thay đổi đáng kể về khung pháp lý trong việc quản lý việc xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Việt Nam. Lần đầu tiên, nước này cho phép các nhà cung cấp vũ khí của mình được quyền chuyển ra ngoài một số loại vũ khí phi sát thương cho quốc gia từng chống đối mình. Đến năm 2016, Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm Hà Nội đã tuyên bố dỡ bỏ các hạn chế về hợp tác kỹ thuật quân sự, nhưng vẫn cảnh báo rằng mỗi thỏa thuận sẽ được xem xét kỹ lưỡng trước khi nó được ký kết. Đến tháng 12 năm 2017, Hoa Kỳ đã chuyển giao tàu tuần tra Hamilton đầu tiên cho Việt Nam như một sự bổ sung quan trọng cho Hải quân Việt Nam trước sự uy hiếp của Trung Quốc. Điều đáng lưu ý là con tàu này đã từng tham chiến tại Việt Nam và từng gây hư hại cho một số tàu chiến của Bắc Việt, nhưng người Việt Nam không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Để rồi tháng 5 năm 2020, họ đã nhận chiếc Hamilton thứ hai và sau đó là hàng chục tàu tuần tra cao tốc loại nhỏ khác từ Hoa Kỳ. Loạt sự kiện trên tiếp tục khẳng định sự tiến bộ trong mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đến năm 2021, Việt Nam tiếp tục đạt được thỏa thuận về việc mua sắm các máy bay huấn luyện T-6, các trạm phát hiện mục tiêu trên mặt nước, máy bay E-2S, các radar phản pháo và hệ thống tên lửa chống tăng từ Mỹ. Ngoài ra thì họ còn mua một số hệ thống linh kiện của nước này thông qua Israel. Tổng cộng, từ năm 2007 đến năm 2020, Lầu Năm Góc đã gửi các sản phẩm quân sự trị giá 98,5 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam, nâng cao sức mạnh quốc phòng. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Biden và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nhất trí phát triển hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, nhưng chưa có chi tiết cụ thể nào được tiết lộ. Mặc dù Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden lúc đó đã nói rằng hai bên vẫn chưa có những thỏa thuận chung về việc cung cấp loại vũ khí nào. Nhưng Washington luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đa dạng hóa việc mua bán vũ khí. Tuy nhiên, ngay sau đó, trang tin Reuters đã tiết lộ rằng Nhà Trắng dự định sẽ ký kết một thương vụ vũ khí lớn với Hà Nội sớm nhất vào năm 2024, trong đó có cả những chiếc máy bay chiến đấu F-16 tối tân nhất. Thậm chí đôi bên còn lên kế hoạch tăng tần suất các cuộc tập trận chung và các chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam trong tương lai gần. Trước đó, vào tháng 6 năm 2023, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ đã đến thăm cảng Đà Nẵng trong khuôn khổ chương trình tập trận với tàu của Nhật Bản, Pháp, Canada trên vùng biển Đông Cực Nóng. Nhưng hiện tại, nền tảng của hạm đội vũ trang Việt Nam chủ yếu được tạo thành từ các hệ thống vũ khí của Liên Xô và của Liên bang Nga. Vậy nên các chuyên gia tin rằng trong thời gian ngắn, Hà Nội sẽ chưa sẵn sàng chuyển sang các hệ thống vũ khí theo tiêu chuẩn của phương Tây mà chỉ quan tâm đến một số sản phẩm nhất định. Mặc dù vậy, nhưng Washington vẫn hy vọng có thể tái trang bị cho lực lượng vũ trang của Việt Nam với lý do là hình thành một phản ứng thích hợp trước sự bành trướng địa chính trị của Trung Quốc liền kề. Trong số những nguyên nhân gây trở ngại cho sự phát triển hợp tác kỹ thuật và quân sự, một số nhà phân tích Mỹ giấu tên cho biết có một vài hệ thống đặc biệt của Mỹ đã được sử dụng trong Hải quân và Không quân Việt Nam, và cũng có một số sơ đồ bóng tối của Mỹ mà các tướng lĩnh của Việt Nam được cho là đã quen thuộc. Nó là những thứ mà Hoa Kỳ đã đưa ra và trở thành những thuộc tính không thể thiếu của một mối quan hệ đối tác chiến lược thực sự. Ngoài ra, điều đáng lưu ý nữa là truyền thông Trung Quốc đã xem ý định mua máy bay chiến đấu qua sử dụng của chính quyền Việt Nam là một phần trong kế hoạch của Lầu Năm Góc nhằm mở rộng hơn nữa mạng lưới căn cứ quân sự của Mỹ trong các khu vực bao quanh Trung Quốc nhằm kiềm chế Hoa Lục. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là phản ứng của Trung Quốc trước Việt Nam thay vì là giận dữ thì họ lại lấy lòng, và nó đã được thể hiện qua chuyến thăm nồng nhiệt của ông Tập đến Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái. Nhưng theo ông Biden, Washington sẽ không kiềm chế Trung Quốc hoặc cố gắng làm tổn hại Trung Quốc vì kiểu suy nghĩ như vậy chỉ phù hợp với thực tế của chiến tranh lạnh.
Bản thân nhà lãnh đạo này cho rằng chuyện Hoa Kỳ tăng cường quan hệ với Việt Nam là chỉ nhằm mục đích kích thích tăng trưởng và ổn định kinh tế, chứ yếu tố Trung Quốc không phải là động lực hàng đầu. Để rồi sau đó tác giả đã đưa ra lời khuyên chân tình cho Nga rằng không còn nghi ngờ gì nữa, chính sách ngoại giao khôn khéo, thông minh và linh hoạt đang mang lại những lợi ích chưa từng có cho Việt Nam cả về kinh tế, chính trị và an ninh. Nó đang mở rộng con đường thênh thang cho nước này phát triển toàn diện. Nếu đặt nó vào trong điều kiện của Nga, một quốc gia mà hàng thập kỷ qua đã bị cô lập, thì thiết nghĩ là chúng ta phải thực hành chính sách ngoại giao cây tre để thoát khỏi tình cảnh hiện nay. Mặc dù quan hệ Nga-Mỹ đang xấu đi từng ngày, nhưng trong bối cảnh hiện tại thì không gì là không thể thay đổi, vì Trung Quốc mới là đối thủ chính của Hoa Kỳ. Vâng, điều mà tác giả nói là không hề sai. Chính đường lối ngoại giao cây tre mềm dẻo, khôn khéo, có sự linh hoạt cao đã giúp cho Việt Nam trở thành bạn bè của nước cựu thù. Nhưng những gì mà tác giả đề cập đến trong bài viết là chưa đủ. Bởi vì ngoài việc kết thân với Mỹ, Trung ra, chính sách ngoại giao cây tre còn giúp cho Việt Nam trở thành bạn bè của hàng loạt nước lớn trên toàn thế giới. Thậm chí là trở thành người bạn thân thiết của các quốc gia đang có mâu thuẫn gay gắt với nhau như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nga, Ukraine, Ấn Độ, Iran và cả Israel. Mặc dù ngoại giao đa phương là thế nhưng Việt Nam vẫn gây dựng được lòng tin lớn cho bạn bè và đối tác của mình. Bởi vì Việt Nam luôn biết cách thân thiết đồng đều với tất cả mọi người và cũng rất biết cách xoa dịu các phe đối lập khi phe bên kia tỏ ra quá thân thiết với mình. Chẳng hạn như là sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã nhanh chóng có chuyến công du tới Trung Quốc để củng cố mối quan hệ Việt-Trung, hay như là chuyện Việt Nam tỏ ra quan tâm đến các lô vũ khí của Mỹ sau khi thông tin mình mạnh tay chi hàng tỷ đô la để mua sắm vũ khí của Nga trong hàng chục năm liền bị dò dỉ ra bên ngoài. Ngoài ra thì trong mối quan hệ kinh tế thương mại, Việt Nam cũng cố gắng đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và các hoạt động đầu tư với nhiều quốc gia khác nhau bên cạnh Mỹ, Trung, Hàn, Nhật. Nó đã khiến cho các đối tác của Việt Nam cảm thấy mình luôn được đối xử công bằng nên không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Đối chiếu với trường hợp của Nga thì quả thật, nước này cần phải học tập cách đối nhân xử thế ôn hòa, khôn khéo mềm dẻo của Việt Nam để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Bởi vì những gì mà chúng ta được chứng kiến tại nước bạn suốt thời gian qua chính là một thái độ cứng rắn quá mức của Tổng thống Nga Putin trước các cáo buộc và lệnh cấm vận được ban ra từ Hoa Kỳ cũng như các nước đồng minh thân cận của nước này.